Tìm số tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số, chia hết cho cả 5, 7, 9. Thì ta chưa biết số tự nhiên đó là gì, nên ta gọi x là số tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số. Cần tìm. Vậy từ đó ta có x sẽ chia hết cho 5, x sẽ chia hết cho 7, x sẽ chia hết cho 9. Được chưa? Vậy từ đây mình sẽ có một điều các bạn cần nhớ nè. Khi gặp dấu chia hết, đúng không ạ? Cái ẩn x của mình nè nằm bên tay trái, thì các bạn nghĩ ngay đó là tìm bội. Vậy x là bội của 5, bội của 7, bội của 9. Vậy x sẽ thuộc bội chung của 5, 7, 9. Được chưa? Vậy mà để tìm bội chung của 5, 7, 9 thì ta tìm như sau. Ta tìm bội chung nhỏ nhất của 5, 7, 9 bằng cách, có rất nhiều cách nghe các bạn, thì lựa chọn cách đó là phân tích một số ra thừa số nguyên tố. 5 sẽ là 5, 7 sẽ bằng 7, 9 sẽ bằng 3 mũ 2. Thì để tìm bội chung nhỏ nhất, ta kiếm phần chung, phần riêng, mũ cao nhất nha. 5, 5, 7, 7, 9 là 3 mũ, 3 mũ 2. Và ta lấy 3 thằng này nhân lại. 5 x 7 nhân cho 9 bằng 3.15. Được chưa? Khi đã tìm được bội chung nhỏ nhất rồi, thì từ đó ta suy ra được là bội chung của 5, 7, 9 bằng cách lấy bội chung nhỏ nhất nhân cho 0 ra 0, nhân cho 1 ra 3.15, nhân cho 2 ra 6.30, nhân cho 4, nhân cho 4 ra 1.260, nhân cho 5 ra 1.575, nhân cho 6, nhân cho 7, nhân cho 8, nhân cho 9, nhân cho 10, nhân cho 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nhân giúp lợ, thì lợ sẽ nhân tiếp tục lấy 315 nhân 30 ra 9.450. Tiếp nhân cho 31 bằng 9.765, nhân cho 32 ra là 10.080. Nhưng do x của mình là số gì ạ? Là số tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số, nên ta chọn đây, số tự nhiên có 4 chữ số lớn nhất đây, đó là, nên x là 9, 7, 6, 5.